Sáng ngày 12 tháng 5, Bộ Y tế đã họp trực tuyến với hai bệnh viện đang bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19. Đó là Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều. Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, hiện tại bệnh viện đang điều trị cho 284 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 bệnh nhân tiên lượng nặng, 4 bệnh nhân thở máy, 2 bệnh nhân lọc máu và 1 bệnh nhân sử dụng máy ECMO. Với mật độ bệnh nhân COVID-19 cao, bệnh viện có kiến nghị đề xuất để giảm áp lực trong việc điều trị tại bệnh viện. Còn theo báo cáo của Bệnh viện Ca cơ sở Tân Triều, để đảm bảo an toàn trong giãn cách cho gần 3.500 người đang cách ly tại đây, bệnh viện đã di chuyển 500 người bệnh và người nhà đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Đây là những người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho hai bệnh viện, đồng thời nhấn mạnh hai bệnh viện nói riêng và hệ thống bệnh viện nói chung cần siết chặt lại những biện pháp phòng chống COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, như quy định về cách ly, xét nghiệm sàng lọc định kỳ ít nhất 7 ngày cho cán bộ nhân viên, ưu tiên đối tượng nguy cơ cao, rà soát chặt chẽ lại khâu sàng lọc bệnh nhân đến bệnh viện, quy định thăm bệnh nhân. Bộ Y tế lưu ý phương châm 4 tại chỗ, các cơ sở y tế trên cả nước cần đặt ở mức chống dịch nguy cơ cao nhất, thực hiện quyết liệt và đầy đủ tất cả các biện pháp phòng dịch. Biến chủng mới của virus ít có biểu hiện lâm sàng nên không sàng lọc bệnh nhân đến bệnh viện, cần cảnh giác nghiêm ngặt hơn nữa.